bản chất này em phải hiểu được theo một tát là gì và dưa le là gì, đồng hồ là gì. Đấy, tác dụng của linh kiện nó, khi em hiểu được tác dụng linh kiện nó thì em đấu thì em sẽ tự tin. Nếu em hiểu là con đồng hồ này, chân đồng hồ đấy thì mới được tháo ra rồi mình xem là đồng hồ thì nó sẽ có chân 1, chân 2, chân 3, chân 4, chân 1 là gì, chân 2 là gì, chân 3 là gì và chân số 4 tác dụng gì. Đấy, còn các tất cả con linh kiện trên tủ lạnh, gần như tất cả các dòng tủ lạnh nó sẽ giống nhau. Trừ những tủ mạch thì nó có cơ chế thì nó cũng gần như tương đương như thế. Nhưng khi cái tủ cơ là em nắm được thì em sẽ hiểu cái nguyên lý trên cái tủ lạnh mạch thì con này có tác dụng gì. Em sẽ suy luận được ra. Nhưng nếu em chưa hiểu về phần linh kiện thì em làm tất cả em chỉ là làm mò. Còn khi em đã hiểu linh kiện rồi, em biết sơ đồ, em biết con này tác dụng, con này cái theo một tác này không trên độ, đi qua cái này là đủ nhiệt độ để nó ngắt. Đấy. Khi âm 3 độ, âm 4 độ là đủ nhiệt độ nó ngắt rồi, lốc nghỉ quan nghỉ. Còn cái đồng hồ cái tác dụng là nó chạy đủ 8 tiếng là nó ngắt tự động, hay 6 tiếng là nó ngắt tự động trên cái bánh răng đấy, nó đã được lập trình sẵn rồi. Đấy. Mọi cái lập trình sẵn rồi, mình biết như thế rồi thì nó ok. Làm em phải chú thích cho như lúc anh vừa ghi đấy. Lần sau chú thích đây là đường số 1 này, đường số 2 này, đường số 3 này và đường số 4 này. Thì mình nhìn nó sẽ dễ nhìn hơn. Trong sơ đồ thì người ta sẽ không chú thích nhiều như thế, nhưng mình không biết thì mình chú thích ra chả làm sao cả. Chú thích ra làm sao để nó bóc tách ra mình dễ hiểu nhất. Nếu hiểu rồi thì mang ra cái sơ đồ ra đấu lại đi. Vẫn chưa thông. Chưa thông ở điểm nào? Nếu chưa thông vẽ sơ đồ xong cái trang khác nữa, vẽ to rộng ra để mình nhìn lại lần nữa. Lấy thước cả ra vẽ hẳn sang một trang mới, vẽ to ra, phóng to hẳn ra để mình nhìn lại một lần nữa xem nó thế nào. Đấy, sang cái trang đấy, dễ hẳn lên một tờ giấy khác, mình gặp cái tờ lại và vẽ theo trí nhớ của mình. Chỉ nhớ em nhớ đến đâu em vẽ như thế, em gặp cái này em không nhìn cái sơ đồ bên cạnh nữa thì nó ngấm vào đầu em. Chứ còn em đi cái sơ đồ bây giờ hiện tại đây mà em nhìn sang em là thì chắc chắn em sẽ chưa thuộc. Thì bản chất là nếu như đi lên làm nhà ra không lúc nào mang sơ đồ đi được. Đấy, mà em phải tập vẽ ra cái trang khác để nó tức là ghi nhớ vào đầu của mình như này. Đấy. Còn lúc nào không nhớ được nữa thì bắt đầu mình cố gắng lắm mới dở bản đồ ra thôi. Vẽ hạn trang cuối gặp lại mình xem nào.